Giờ chúng ta nhìn ở đây này, vậy thì mấy chuyện lối nhà cao tầng là bao nhiêu tầng nó cứ vậy mà dán lên thôi. Vậy thì tôi đã sửa được cái này rồi đúng không? Tôi nói là giờ nè, đây em còn thiếu cái sàn. Nhưng mà cái ở trên này nè, kích chuột phải delete, kích chuột phải delete. Bàn ghế là lơ lửng. Cái chỗ này nè là cái tường chỗ này không có, mảng tường không có. Trim thôi, đánh TR. Nó ngược với kép, chỗ nào mà chúng ta muốn giữ thì chúng ta phải bấm. Còn kép thì chỗ nào bỏ thì bấm. Nói, tôi muốn giữ bên này, bấm cái, nói là này kim vô đây nè, nó là cái này đi đâu, nói xóa nó đi, hết lệnh, nắm này đẩy vô. Tất nhiên là thông số của cái cửa này nhìn ở đây nè, anh nào mà tôi nói nãy mà nói liên quan tới Navisworks, anh nào mà quản lý thi công thì cái chuyện mà facing ở chỗ này rất là quan trọng. Tôi nói một tháng nữa làm xong cái móng, cái phần này là một tuần sau đó mới có, cứ vậy xong nó sẽ nối kết vô trong Navisworks, nó mọc lên thì theo tùy theo cái biểu đồ thời gian á là nó tự động nó mọc lên. Như vậy thì tôi còn tính đến cái chuyện là anh chàng nó vô làm dàn giáo gì trong đó, anh lắp ghép hết tốn bao nhiêu thời gian. Chuyện đó anh nào mà liên quan tới quản lý thi công thì sẽ thấy. Nó nói dạ đây có một cái nè, bây giờ tôi muốn đây có một cái cửa nó kích chuột phải tạo một cái tương tự. Bây giờ á, ở trên tầng lầu này nè, cái tường này nó thẳng vào đây nè chứ không có nằm vậy. Nói vậy lên tầng lầu, lệnh là like, lệnh tắt là AL, bấm vào đó. Nó hỏi đường nào làm chuẩn, nó là đường này làm chuẩn nè, cái này đi theo đường đó. Nó hỏi có khóa theo đó không. Cái chuyện mà trong quá trình thiết kế là ví dụ tôi sửa cái lưới, cái đường trục này nè, mấy cái lưới cột này nè, tôi sửa là thường xuyên. Nếu vậy ngày dời này nó sẽ tự động nó dời theo, nhưng mà tôi không khóa, tôi để đó luôn. Chúng ta mới nói là ok, kéo này vô đây. Các bạn coi cái cách tôi làm á, chúng ta nhìn ra 3D thấy rõ ràng là cái công trình của chúng ta nó nằm đây. Ta nói là chỗ này nè, anh có cái cửa sổ. Cửa sổ này thả một cái tương tự vô đây. Nó ngang mí với những anh chàng này thì tự động nó xuất hiện cái đường màu xanh. Hiểu không? Tự động nó xuất hiện là nó cạnh, à ngang đó là ngang với mấy này nè. Nhưng mà thứ hai nữa là vị trí những anh này nè có chính xác không, nó nhìn vô đây nè. Kích thước tạm nè, anh sửa đi. Lan nha, để tôi bước cái đó đi nha. Tôi thấy cái đó là 2,5 m. Nếu anh nào mà muốn anh bấm vô cái dấu như này là nó cho cái thước luôn. Nhưng vấn đề là anh phải cho nó biết là anh xài kiểu thước gì. Đó là kích thước tạm, vậy thì giờ này chính xác không? Đúng không? Nhìn ra 3D nè, nhìn đây nè. Nâng lên hạ xuống gì đó, dời vô ra thoải mái. Nói là cái đó 3,5 m. Nói là anh có cái cửa sổ nào không? Nó có, đây nè, cho một cái tương tự. Đây một cái nè. Vị trí cửa này chính xác không? Hoàn toàn chính xác. Nó rất là trực quan. Bây giờ chúng ta mới nói như vậy nè. Tôi vẽ ra đây một cái sàn nữa, lên tầng lầu. Vẽ nó có nhiều bài lắm, nhưng mà lấy cái bài này vẽ tại vì nó nhỏ nhưng mà vẽ được nhiều thứ. Cái sàn floor. Và tôi nói là bây giờ tôi không vẽ đồ nữa, tôi big wall. Đó, tôi lấy này nè. Tôi vẽ cho mấy anh chị coi chứ thực ra tôi vẽ này khoảng chừng 15 phút. Lấy hết cái mặt ngoài của cái tường này. Thực ra thì trong thực tế thì tôi phải đổ sàn rồi tôi mới thi công cái này. Như vậy tôi vẽ vậy thôi. Nhưng rõ ràng là chúng ta thấy đây nè, cái đường này nó có chồng lấn không? Có, chồng lấn rồi nè. Chúng ta nói chấm dứt thì nó la, nó nói là những cái đường lai này không thể giao nhau được. Nó chỗ nào sâu lên coi, nó nói à chỗ này có nè, continue. Chỗ này bị nè, trim. Xong chúng ta lại không để ý, chúng ta nói lại cái nữa, chỗ nào, nó chỗ này à, vậy thì ra ngoài trim cái nữa. Và chúng ta đi chấm dứt nó. Nó hỏi yes. Thì chúng ta nhìn ở đây, cho tôi lấy cái sàn đó. Tất nhiên chúng ta đổi sàn khác cũng được. Chúng ta thấy ở chỗ này chúng ta lấy thêm cái tường, cho nên chỗ này tôi muốn vẽ thêm một cái ban công ở đây nữa. Tôi nói là bây giờ tôi thêm gì tôi vẽ thêm, nó tới là edit. Còn anh em nào ví dụ như cần, ví dụ làm cái sàn này có cái lỗ thu sàn á, đâu nó dốc cái sàn này, nó dốc xuống đâu thì chúng ta sẽ làm, nó nói edit boundary. Nhìn xuống mặt bằng tầng lầu,
vẽ cho nó một cái đường cong 3 điểm. Cái chỗ này này cái bán kính của nó là có thể chỉnh được. Chúng ta thấy là nó nằm chỗ này là không ổn, chúng ta phải trim. Tôi chỉ mấy chị quản lý nhiều hơn chứ vẽ cái này thì quá đơn giản không có gì đâu. Chúng ta thấy là hôm nay chúng ta vẽ dương sức này. Rồi chúng ta thấy nó lên vậy, tường ở dưới này cũng tự động lên đây xong xuôi. Vậy thì bây giờ làm sao? Giả sử tôi nói giờ là tôi cần ở đây á. Tôi cần ở đây cho anh nè. Tôi có hai cái lan can. Nói lan can hả, nhiều lắm, thư viện nhiều lắm, thì lát tôi lấy qua cho coi. Tôi nói là home, muốn vẽ gì là vô đó, railing. Đấy, vậy nè đó. Vẽ lại đây đi, đó, ra đây. Finish. Nhìn ra đây thấy nè. Railing kiểu khác. Nhưng mà railing này xấu quá, tôi nói về này giả sử tôi nói tôi ra ngoài tôi mở cái railing. Tôi mở cái railing. Thí dụ vậy đi. Thí dụ tôi có cái railing chỗ này. Có rất là nhiều thứ. Cho dù là kết cấu hay cơ điện gì chúng ta đều phải gặp này hết. Ok, chúng ta nói đây. Cái đèn có thể là chúng ta không vẽ không ấy, nhưng mà rõ ràng là nó chỉ giúp cho những anh kết cấu cơ điện là những cái thủ thuật kỹ năng để vẽ này. Tôi nói ôi giờ tôi thấy được cái này là làm gì? Copy vô trong kia là Ctrl C. Ctrl C xong rồi qua bên này làm gì? Qua cái bài của mình á. Làm gì? Ctrl V thôi. Dán vô, nó nói trùng vật liệu, không sao hết, nó nằm chỗ này một cái nè. Nhìn ra 3D thấy, à tôi lấy được của con kia rồi. AutoCAD dán tính chất qua dùng lệnh gì? MA Macro. Gõ MA. Chỉ này dán vào đây. Cho nên là cái gì mà chúng ta có bên CAD thì qua đây chúng ta xài lại hết mà trời, nó rất là nhanh. Ta mới nói là lên tầng lầu này là tôi vẽ tiếp một cái chỗ cái lan can, chỗ cái ban công này. Nói home, railing, bây giờ công gì sao vẽ, big line, đẩy anh vô 100. Cái thanh trên này nó gọi là thanh option bar, tức là thanh tùy chọn, ta đẩy này vô 100. Xong chuyện, nhìn ra 3D thấy nó. Đánh MA, chỉ cái này dán này. Tường cửa gì dán qua thoải mái, đúng không? Bây giờ giả sử tôi nói với giờ tôi đi đổi cái cửa này như vậy nè, đâu sao đâu. Tôi nói giờ trước khi vẽ cái máy trên nữa là xong nha. Tôi nói như giờ ra ngoài insert, nó có một chỗ để load từ ngoài thư viện nè. Nó có cái thư viện Matrix Library, nó nói giờ cửa thấy không. Tôi nói đo nhiều lắm, lên trên mạng là này nhóc luôn. Cửa kiến hai cánh nè, cửa overhead rolling này đó, thôi lấy đó đi. Nó lấy được trong kho ra. Tất cả cái gì mà nó thấy ở đây là chúng ta đều chế được hết. Tôi sẽ chỉ các bạn chế. Nó nói dạ cái cửa này nè, bấm lên nó thì trong này nó xuất hiện. Nó nói đây nè, cái cửa này cửa cuốn. Nhưng cái cuốn này á, bấm cái nè, gõ spacebar nó lật vô. Rồi chưa. Cái cửa này á, là em là cái cửa kiến double glass. Nó là cái đó MA. Rồi chưa, nó dán qua chưa. Mới nói là vậy nè, làm vậy phiền lắm luôn á. Nói là lựa hết tất cả những cửa này luôn một lần, lựa toàn bộ đổi một lần. Ai mà đi đổi từng cái một ai coi. Nói là đó. Được chưa. Nó nói vậy, bây giờ cái cửa này nè, đó ra ngoài load family window đúng không. Nói window có cái cửa này nè. Cái bữa đầu tiên là chúng ta thấy nó mất thời gian về những chuyện đó. Lựa hết, xin lỗi, lựa hết tất cả những cái trong dự án này và đổi nó thành cái cửa kiểu này. Được chưa? Vậy giờ vẽ cái máy nữa thôi ha. Cái máy này chúng ta sẽ có một cái bài của mấy cái máy ở đây nè. Chúng ta sẽ có những cái dạng máy mất hết khoảng 30 phút để dựng hết những cái máy giống như này.
để những cái chúng ta hay gặp trong thiết kế rất là nhiều. Bữa đầu tiên chúng ta chưa vẽ gì nhiều đâu, được chưa? Rồi dưới này ví dụ nó thả xà gồ thế nào nè, phải không? Gì đó rất nhiều thứ. Chúng ta mới nói đâu như vậy nè, giờ tôi vẽ cái máy xong tôi cắt, tôi xuất ra kép. Bây giờ cái máy đó nó nằm trên tầng máy nè, giờ tôi vẽ gì với chỉ khoan thắc mắc lại nha. Tại vì cái bài máy là chúng ta sẽ làm sao mà chúng ta mới nói là đây nè, tôi vẽ một cái rút. Cái rút là có rất là nhiều kiểu dựng, rút by footprint. Tôi mới vẽ đây nói là vẽ hai hình chữ nhật. Tại sao vậy thì khoan hỏi đó, tại vì cái bài đó là phải vô cái bài máy này mới dựng được. Rồi ra đây tôi hỏi tôi vẽ gì có chính xác không, nó nằm kiểu này là không được rồi nè, tôi phải trim hai này lại, chồng lấn vậy là không xong rồi đó. Cái chỗ này chính là cái độ dốc của nó, chỗ này tức là cái khoảng đua ra của nó. Vậy thì cái máy này quyết định chính xác được không? Hoàn toàn chính xác. Và chúng ta finish nó, chấm dứt nó, chúng ta nhìn ra được trong không gian 3D cái máy đó loại gì, ở đâu máy nó lên đây. Chúng ta nói cái máy này không phải là cái tôi muốn, tôi bấm lên nó và tôi edit. Tôi nói nè, bên này nè tôi bỏ độ dốc, bên này bỏ độ dốc, bên này tôi cũng bỏ độ dốc luôn, thì tự động nó sẽ giao nhau ra cái máy cái này, đúng không? Máy này loại gì, tôi nói máy này là tôi sẽ định lại nó sao đó. Bây giờ tôi nói là ở những cái tường này nè, làm sao tôi nên đụng hết tới ở phía trên này nè. Còn ví dụ nếu tôi vẽ đây là sẽ vẽ đồng tay, vẽ gì kèo rồi trên này là thả gồ cho nó tính sao nha. Tôi nói là lên tầng lầu nè, chúng ta sẽ bắt đầu dựng cái bài này đó, chọn hết tường và tôi chọn ra 3D ở đây, tôi nói attach, đính lên. Attach cái gì? Nói attach cái top đó vô cái này nè, nó làm rất là gọn gàng lên đó. Nhưng mà chỗ này bị hở một miếng, cái chỗ này cái mảng tường nó không có, mảng tường này không có, tôi nói vô tầng lầu làm gì biết không? Ok, nó vẽ thêm miếng cũng được, nó vẽ cái partition cũng được, nhưng mà làm biếng kéo từ đây qua đây thả. Nó dạ em trổ một cái lỗ xuyên tường cũng được, nhưng nó trả thả cho đây một cái cửa, cái cửa đó đây nè, muốn nhìn cái góc này là vô trong view, đặt cho nó một cái camera nhìn được góc này ra đây nè, coi nó là cái gì, nó nằm cái góc đó đó, đúng không? Cho nên là nếu mà anh nào mà thi công làm bản vẽ, làm shop ở window ở ngoài á, đúng không, thì cái chuyện là nhất là trong cái anh nào MI là anh thả vô trong cái gian máy, là anh muốn bất cứ góc độ nào anh kéo thả thì nó sẽ vô. Tôi nói bây giờ không sao hết, ở trên tầng lầu này giờ em có cái trần giả, tôi sẽ chỉ chị hôm nay vẽ lại cái bài này, đó là cái bài tập số 1. Trên trang home nó có cái ceiling, ceiling này là loại gì, tôi nói dạng này nó xương nó là 600-600 hay 600 thước 2 đó, tùy 600-600 nằm nhưng mà cách từ dưới lên như đây, nói là automatic nha, automatic một cái. Như nói bây giờ đâu nhìn vô cái góc 3D này, nhìn lại nè, không thấy, chưa thấy, xin lỗi, nhìn từ lầu vẽ lại cái ceiling đó. Để tôi vẽ cái ceiling nó vô đây coi nó không chịu vô đây ha. Đó, nó báo. Tôi nói vậy nè, thôi tôi sketch cái ceiling đó luôn. Tôi sẽ tự động pick cái này nè. Để tôi vẽ cái ceiling đó, xin lỗi nha, Ctrl Z. Lấy mặt trong chứ không lấy mặt ngoài. Extend to one curve. Tôi lấy cái mặt này tôi vẽ lại thôi, gì tôi tự vẽ ceiling đó. Chỗ này mốt tôi cắt cái lỗ xuyên sàn để cho cái thang nó lên chỗ đó, còn cái chỗ này cũng sẽ sửa sau đi. Rồi hai này tôi trim mất và finish, thì rõ ràng là Feta nhìn thấy đâu rồi, nó bị hở, nó báo chỗ nào hở, chỗ đó à, chỗ này là phải trim thôi và finish, thì chúng ta mới nhìn vô chỗ này nè.
chúng thấy đèn cái gì đó nó vân vân rồi chúng ta sẽ bố trí cho nó đúng không? Rồi chúng ta nói vậy thì bây giờ rồi sau khi mà làm vậy rồi chúng ta nhìn ra 3D nè, làm chuyện này đi, chúng ta cắt. Chúng ta nói bây giờ cái tường này nè đổi thành cái tường kiến. Tất cả những cái tường này á lựa hết luôn. Đổi thành cái tường nào đó à, tường này là Mansory 140 140 ly. Nó lên thế này. Nó nói bây giờ anh muốn cái gì? Anh muốn cắt cái này ha. Đẩy ra két ha. Nói là cắt section. Nói cắt đây nè, cắt giật bật luôn. Split segment đó là bên này nè, đẩy lên đây. Này là giật xuống đây. Cái này giật xuống đây nữa. Kích chuột phải, go to view, nó ra cái mặt cắt đó. Khai triển chi tiết cái chỗ này. Trích cái hình trích chỗ này ra. Tỷ lệ nhiêu là quyết định được đó nha. Đây nè. Đấy, chỗ đó đâu. Trích. Hoàn toàn là chúng ta có được những cái bản vẽ. Và cuối cùng thì nó ra cái mặt cắt đó nằm ở đây. Đưa bản này ra két được không? Nãy biết rồi. Đẩy này ra két là được rồi. Nó bốc khối lượng đâu? Nó schedule. Anh muốn bốc cái gì? Nó vậy em bốc hết tất cả cái đo trong này có bao nhiêu cái đo. Trong giai đoạn nào nữa cơ. Qua đây, sọt xiết gì đó vân vân, lọc lại. Chỉ có cái đo nào nằm ở cái level bằng với lại tầng trệt mới có. Thông số nó đẩy ra đây. Cái này đẩy thẳng ra Excel luôn. Ra Excel mở lên. Chúng ta thấy rằng nó làm rất nhanh các bạn nha. Microsoft Office Excel. Và điều duy nhất mà chúng ta làm là gì? Open cái file đó thôi. File đó là document đúng không? Chúng ta có một cái file đó là test file. File đó là DAW. DAW schedule. Vậy chúng ta thấy cái thông số nó vô đây. Cho nên là cái chuyện mà làm đó bốc một cái bốc dịch tư từ một công trình là hầu như là không có vấn đề gì để nói hết. Nó bốc rất chính xác. Ví dụ nó giờ giả sử tôi qua bên này tôi nói là material take off. Nhưng mà tôi bốc là bốc cái tường. Tất nhiên là tôi có thể bốc nhiều thứ. Đó là cái tường này có bao nhiêu lớp cấu tạo, mỗi lớp cấu tạo là lớp sơn, sơn nước, sơn gì đó đầy đủ. Rồi nó nói đó, tất nhiên là anh sẽ sắp xếp cái bảng này lại và đẩy cái này ra ngoài một cái ra một cái schedule ra ngoài one z luôn và Excel bên này mở thôi. One material take off và nó đẩy hết ra đây. Nó ra cái nào ra đó, anh nào mà vẽ ống gió nghĩ cái đó là nó ra đầy đủ. Bây giờ tôi sẽ dựng lại sơ bộ cái mô hình này để cho các bạn coi. Chúng ta sẽ lưu cái video này lại, các bạn sẽ coi tôi chỉ làm tiếp nha, đúng không? Tôi dựng đó. Cái bước đầu tiên mà chúng ta sẽ làm đó là chúng ta nêu một cái project. Khi mà chúng ta nêu một cái dự án như vậy mà chúng ta chấp nhận lấy từ chỗ này, có nghĩa là chúng ta chấp nhận một cái file template, cái file định dạng có sẵn. Cái file đó nó sẽ liên quan đến là cái chuyện là cái family, là những thứ mà nó có trong cái dự án nó sẵn cho chúng ta. Ví dụ như mấy bạn nào làm kết cấu thì lúc đó nó sẽ có cái file, cái template đó. Nó có đầy đủ những thứ gì mà dành cho các bạn kết cấu. Làm MI cũng vậy. Cho nên là bên kiến trúc thì sau này đó, thì cái file template đó nếu mà chúng ta làm thì chúng ta thấy nằm ở đây nè. Chúng ta thấy trong option này nè, nó có một cái file nằm ở chỗ cái gọi là file location. Chúng ta thấy là default template nó chọn cái file nào. Và chúng ta có thể chọn một cái file khác. Và cái file đó do chính chúng ta thiết lập cho công ty của chúng ta. Chúng ta sử dụng, nó có khung tên, nó có tất cả những thư viện liên quan. Chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Bây giờ tôi dựng cái đó rất là nhanh cho cái bài bữa hôm trước và xong chúng ta nói tiếp. Chúng ta nói là cái bước thứ hai chúng ta ra thấy ở đây nè, chúng ta gõ LL đúng không? Level nè. Chúng ta gõ LL, chúng ta vẽ đây một cái. Tôi vẽ cái bài này thiệt là nhanh để chúng ta lấy mô hình chúng ta vẽ tiếp. Đó đi, chúng ta thấy ở chỗ này nè, tôi có thể sửa lại, tôi lấy cái bài bữa hôm trước là 7m6 và tôi có thể check hết tất cả những cái dấu ở chỗ này. Các bạn lưu ý là những cái hình dạng, những cái đối tượng nằm ở đây đều có thể chỉnh sửa được theo ý mình hết.
hoàn toàn có thể chỉnh được đó. Nhưng mà chúng ta sẽ lần lượt đi vô đó, nhưng chúng ta đang nói cái phần gọi là tổng quan nhất để chúng ta nói cái chuyện dựng hình đã. Khi mà chúng ta có vậy, tầng 1, tầng 2, tầng 3, tất nhiên các bạn có thể sửa đời, các bạn nhìn xuống tầng 1 này thì chúng ta mới nói là chúng ta vẽ một cái rip giống như vậy, vẽ từ đây ra đây đó, và chúng ta hết lệnh. Sau đó chúng ta mới nói là chỗ này là tôi có thể chuột phải là remix rip trở lại và tôi offset đó. Ví dụ như tôi nói là bây giờ tôi cho nó là 4000, nếu các bạn lock nó, tức là khoảng cách đó, nó sẽ là cố định, nó sẽ không đổi trong quá trình mà mình ấy. Khi mà mình đưa lên như vậy thì nó xuất hiện phía trên một phía dưới, nó từ về phía bên này. Tôi làm 5 lần như vậy, tức là có 6 đường. Sau khi hết cái đường đó xong, tôi lại remix grid và tôi vẽ một cái đường khác. Đó, các bạn đánh dấu ABCD gì đó vân vân, tùy thôi. Ví dụ nói chỗ này nó không phải là số 7 mà nó là chữ A. Nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta hoàn toàn có thể là offset nó. Midline nó ra như vậy, chúng ta mới bấm lên thẳng lên đó và chúng ta gõ AR và chúng ta kéo theo đúng phương này, chúng ta nói bây giờ cái này là 4000 và anh cho là 6. Như vậy thì tất cả là 6 đối tượng, vậy thì những cái đối tượng này khi chúng ta làm vậy đó chứ nó gom thành một nhóm rút thì chúng ta mới chọn. Nếu chúng ta chọn mà dính đối tượng ở trên này lập tức, tức là khác chủng loại, thì nó sẽ xuất hiện cái phễu để chúng ta lựa. Và nói như vậy thì ở đây nó có một cái mono group, tôi có một cái mono group ở đây có 6 đối tượng và tôi end group đối tượng đó. Sau đó chúng ta mới vẽ lên đây là chúng ta đã vẽ rip tiếp và pick line, tôi đẩy cái này ra 1000. Các bạn đã làm cái bài này rồi cho nên là bữa trước chúng ta đã làm, bây giờ chúng ta ôn làm chút xíu thôi. Rồi, tới đây mấy bạn gõ vẽ tường. Cái tường đó là gì thì hôm nay chúng ta sẽ giải quyết đó. Chúng ta mới vẽ cái tường đó với những cái cấu tạo mặc định ở trong cái dự án này. Xong hôm nay chúng ta sẽ chế vật liệu và chế cái tường đó, dựng cầu thang, chỉnh sửa cái tường đó, chúng ta làm mấy cái gờ chỉ vân vân. Đó, bây giờ cái tường này nó nằm vô ngay tim tường, đúng không? Cái khoảng cách của nó đó, nó nằm vô ngay cái tim tường đó, dĩ nhiên là chúng ta thấy là chúng ta có thể lấy là nếu cái khu đất của mình ở đây, cái nhà này, nhà cái khu này, cái bên mình lấy này là lấy phủ bì, đúng không? Đây mình có thể chỉnh sửa vô ra, chỉnh là vị trí của nó ở đây này, nó nói là lấy vô center line hay lấy vô cái gì đó là do mình. Được chưa? Thì chúng ta sẽ chỉnh sửa đó lại. Bây giờ tôi đánh DR là thả đo vào đây, tôi thả một cái những cái đo vào đó. Tôi đánh WN, mấy bạn thấy là mấy bạn cố gắng xài lệnh tắt giùm một cái cho nó nhanh. Sau này chúng ta sẽ gài lệnh tắt lấy. Chúng ta đánh CM. Chúng ta lấy CM đó là component, chúng ta bố trí một số đối tượng vô đây. Đó, chúng ta có một số cái đối tượng bố trí bất kỳ. Chúng ta thấy có một số cái lệnh không có lệnh tắt, ví dụ như cái lệnh blow ở đây chúng ta không có lệnh tắt. Lệnh tắt thì chúng ta hoàn toàn có thể gài được, đúng không? Chúng ta gài lệnh tắt được. Chúng ta lấy blow này, sang này kiểu gì thì chúng ta nói là pick wall, chúng ta lấy hết, lấy cái tầng ngoài này. Đó, vân vân, đó chúng ta lấy cái mặt ngoài của nó. Đường này phải liên tục và liền nét. Cho nên mấy bạn thấy là một buổi mà 3 tiếng mà học đàng hoàng là rất là nhiều thứ trong đó. Nhiều lắm luôn, cho nên 24 giờ là đủ thời gian để làm nhiều thứ. Rồi tôi finish nằm ở đây. Cái sàn đó khi chúng ta nhìn ra 3D chúng ta thấy nè, khi chúng ta nhìn ở đây chúng ta thấy không thấy 3D, nhưng khi chúng ta chọn default thì chúng ta thấy là 3D nó xuất hiện đấy. Đúng không nào? Rồi chúng ta mới nói là bây giờ tôi ra ngoài tôi load những cái đối tượng từ ngoài thì nó có một cái chỗ là insert, chúng ta load family. Và cái thư viện này nè, khi mấy bạn cài phần mềm á, nếu mấy bạn để mặc định nó ra hệ Anh không? Đúng không? Nếu tùy bạn có chọn quốc gia là Việt Nam hay là gì đó, hay là mấy bạn chọn là metric, thì lúc đó nó sẽ tự động nó ra được cái thư viện, những thư viện này là theo hệ MET, bằng không nó ra hệ IN. Nó ra hệ IN thì dĩ nhiên là mình có thể thiết lập trở lại, làm được hết á, cái đó nó nằm ở chỗ này nè. Tôi sẽ chỉ các bạn thiết lập đó, ví dụ như file location mấy bạn thấy thư viện nó nằm ở đâu. Đây, thư viện này nằm ở chỗ nào mình phải chỉ lại. Rồi nha, là mình chỉ lại và có những cái thư viện mà mình download lấy, tự download lấy. Thế thì bây giờ ví dụ như tôi có này, tôi nói giờ tôi load đo. Các bạn thấy là tôi đã nói double glass và overhead rolling, tôi có một cái cửa kiến hai cánh và tôi có một cái cửa cuốn ở đây. Chỗ này sau này tôi vẽ cái ram dốc để xe vô ra đây. Tôi nói đây, bấm lên nó, muốn chọn đối tượng nào thì bấm lên nó chọn đó. Tôi nói ở chỗ này nè, là anh làm ơn anh đổi nó thành cửa hai cánh vô đây. Ví dụ vậy, mấy bạn có thể là xin lỗi nha, cái này overhead rolling chứ. Đó. Ví dụ vậy. Thì nó chỉ ra, nó ra đúng vị trí, xin lỗi, nó ra đúng dạng chưa, chưa đúng kích thước vị trí là chúng ta hoàn toàn có thể chỉnh được. Đó. Thì chúng ta thấy như vậy. Thì giờ bên này chúng ta mới dán cái thuộc tính nó qua bằng cách là lệnh MA, đó là lệnh Macro của AutoCAD, chúng ta dán qua. Và tương tự như vậy chúng ta mới ra ngoài, chúng ta insert. Có một chỗ duy nhất mình chúng ta phải làm đó là vô chỗ insert, vô window combination. Đó. Và chúng ta mới nói là bây giờ này tôi lựa hết này, tôi đổi một lần. Các bạn thấy là không phải là Macro,
và chúng ta chọn hết tất cả những đối tượng đó, chúng ta đổi một lần, chúng ta đổi nó vô đây, ví dụ như đây cửa nó là cái này, thì chúng ta thấy là như vậy. Sau đó chúng ta mới đẩy hết đối tượng lên, chọn hết và filter nó là cái sàn này tôi không có vẽ, tôi đẩy lên trên, copy vô đây đúng không, và tôi dán lại đó, dán vô selected level nói là lên tầng 2. Thì các bạn thấy là nó bao nhiêu tầng cứ vậy mà chúng ta dán lên, nhưng mà chỉ có một điều là chúng ta phải lọc ra lấy cái tường ở chỗ này để làm gì. Cái tường này nó nằm ở tầng 2 đầu lên tầng 3 và dư 400, tại vì dưới này 4m và này 3m6, và chúng ta lần lượt bỏ hết chỗ này. Tôi nói tóm tắt là cái bài mà bữa trước chúng ta đã học đó, sau đó chúng ta trim mất ở chỗ này. Nó nói cái cửa này bị mất ra khỏi cái tường rồi, xóa luôn, và chúng ta có cái đối tượng giống vậy. Chúng ta lại có là ở tầng 2 này nè, chúng ta đẩy cái tường này vô đây. Các bạn thấy là tôi dùng cái lệnh AL là align chỉ này vô đây. Đó. Tất nhiên là chúng ta không có thể khóa được mặt ngoài mặt trong thì đó tùy chúng ta thôi, đúng không? Sau khi chúng ta làm vậy rồi chúng ta mới vẽ một cái sàn giống y hệt như vậy. Hôm nay chúng ta sẽ đi chế cái cấu tạo của cái sàn đó. Chúng ta sẽ làm ngay sau đây. Đó. Các bạn nhìn ở đây thấy những cái đường này phải liên tục và liền nét đóng kín thì nó mới thành cái biên dạng bao, cái đường bao của cái đường bao của cái sàn. Lát nữa chúng ta sẽ sửa cấu tạo của cái sàn đó. Đó, các bạn thấy những chỗ này là không đảm bảo là cái đường đó là liên tục và liền nét, đúng không? Cho nên chúng ta finish là nó sẽ báo lỗi ngay. Vậy chúng ta nói show chỗ nào, chúng ta trim hết tất cả những chỗ đó. Cái chuyện này các bạn biết rồi, các bạn đã biết vào bữa hôm trước rồi. Nhưng về nhà có làm lại này không? Ok, đã. Thì chúng ta nhìn ở đây thì chúng ta mới nhìn ra cái tường này để có cái mô hình làm tiếp. Thì chúng ta mới thấy ở chỗ này do chúng ta lấy theo tường mà cái sàn này nó hụt hết miếng cái này, đúng không? Cho nên chúng ta phải edit boundary trở lại và chúng ta nói là bây giờ tôi sẽ vẽ cho anh một cái sàn kiểu gì gì đó mà chúng ta muốn. Thì trong trường hợp này tôi hay vẽ là một cái cung cong 3 điểm. Đó, đây. Bây giờ chúng ta cứ tạm làm quen với những cái lệnh thao tác cơ bản để chúng ta bắt tay vào dựng một cái mô hình nữa. Yeah. Và chúng ta nhìn ra 3D chúng ta thấy nó đây. Như vậy thì ở chỗ này, cái cửa này chúng ta đẩy vô đây, đúng không? Chúng ta làm đó, chúng ta mới nói là kích chuột phải và tạo một cái đối tượng tương tự. Ở đó, bây giờ mấy bạn muốn có nâng cái cửa đó lên được, các bạn nói là kích chuột phải tạo một đối tượng tương tự nằm ở đây. Đó. Như vậy thì chúng ta có được cái tầng này. Sau giờ chúng ta mới nhìn lên tầng 2, chúng ta đi vẽ railing. Vô home, muốn vẽ gì thì vô đây, vẽ railing. Chúng ta sẽ chế lại tất cả những đường đối tượng đó. Đó. Ok. Đó, bây giờ chúng ta mới chọn đối tượng này, ta chế lại cũng được. Rồi chúng ta mới nhìn xuống tầng 2, vẽ tiếp một chỗ cái ban công này một cái nữa railing. Và chúng ta pick line, offset đẩy nó vô 100. Vô 100 giật ra giật vô để do chúng ta thôi. Rồi, như vậy thì chúng ta có được cái đối tượng là đây. Đúng không các bạn? Bây giờ nếu mà chúng ta nói là bây giờ chúng ta lấy đó, chúng ta có thể đổi đối tượng đó theo hình thù chúng ta muốn, lên vẽ cái máy. Lên level 3 vẽ cho nó một cái máy. Là có thể là chúng ta có thời gian để dựng cái máy đó, vẽ hai cái hình chữ nhật. Nó có rất là nhiều bài liên quan đó. Mấy bạn có cái CD đúng không? Có cái DVD đúng không? Mấy bạn học, mấy bạn có nhận tài liệu đó không? Ok. Sao không có thì mấy bạn đưa đồ để tôi copy cho. Chúng ta mới nhìn thấy là đây. Đó là cái máy giống vậy. Lát nữa chúng ta có cái máng xối ở chỗ này nữa, chúng ta sẽ chỉnh nó. Rồi bây giờ chúng ta mới nói làm gì. Tất cả những cái tường của tầng 2 sẽ lên trên cái máy này. Sau chúng ta sẽ cắt cái cửa, cái gắt, cái cửa sổ máy đây nè. Vâng vâng. Chúng ta sẽ làm ngay sau trong cái buổi ngày hôm nay. Chúng ta thấy là ở trên cái tầng 2 nè, chúng ta lựa quét hết tất cả này là cái tường. Xin lỗi, tường Z. Chúng ta quét cái này ra, chúng ta chọn. Đó là cái tường wall. Nhưng mà cái mẹo ở chỗ này là các bạn không chọn ở trên cái này, mà chúng ta chọn là trên. Ở đây chúng ta tách lên. Đó, chúng ta thấy như vậy. Vậy thì ở đây, đúng không? Tôi có, ở đây nó hụt hết một cái mảng tường ở chỗ này, cho nên mấy bạn nhìn xuống tầng 2. Và mấy bạn thấy ở đây nè. Tạ
tạo một cái tương tự. Rồi mấy bạn kéo ở đối tượng ở đây được không? Như vậy thì các bạn thấy ở chỗ này nè, tôi nhìn qua cái góc này, bạn dùng cái camera bạn nhìn từ góc này qua đây, chúng ta thấy ở chỗ này đúng không? Cái góc đó bây giờ các bạn mới lên là các bạn tạo cho nó một cái ceiling, bằng cách là tạo một cái ceiling, là lên ceiling các bạn thấy là tôi chọn cái loại là 600 600, khoảng cách là 2m6, tôi bấm vô đây tôi tạo nó một cái đó, nó tạo được cái chỗ đó thì chúng ta mới nhìn cái camera tạo một góc nhìn khác, nhìn từ góc này ra đây, chúng ta quan sát, chúng ta thấy à đây trên cái trần giả nó nằm ở chỗ này, vâng vâng như vậy đi tới chỗ đó đúng không, chúng ta đã có được một cái mô hình. Cái mô hình mà mấy bạn có thấy là ngay sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu chỉnh sửa trên cái mô hình đó.